we sail a little bit high. Xem qua những logo đầu tiên, Tiểu Cô Nương với đẹp Lâm Bảo Thi Dương ơi. Một chàng giữa ta thật lớn đúng quý vị ơi. Và những logo thứ hai, quý vị mắt nhìn thật đấu. Xem qua những logo gánh hát logo Hương Lam Xuân Siêu và gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và chương trình ngày hôm nay là chương trình với chủ đề được mang tên đấu trường Loto. Quý vị đang xem qua những cô gái rất là đặc biệt trong Loto Tiểu Cô Nương và Loto Hương Nam và cộng qua cộng lại là bốn chú bên đây nha quý vị. Và đồng lần thì nói với kìa chị cái lộn. Và quý vị gái không lành lặn như quý vị nha. Và quý vị đặc biệt ngày hôm nay thì quý vị đã có được tấm vé Loto. Thì chương trình đấu trường Loto ngày hôm nay thì hai đội chơi sẽ từ kêu Loto. Mà kêu Loto phải có danh có bè thật là hay và đặc biệt hơn nữa, phải làm cho quý vị vui để chúc cho quý vị một năm mới được làm ăn tứ tài tứ lộc tứ bình an và ăn khang thịnh vượng, làm ăn tứ tài tứ lộc tứ bình an thưa quý vị. Và đặc biệt hơn nữa là nhóm nào kêu cho chủ nhà, kêu cho khán giả kinh đầu tiên thì nhóm đó nhóm chiến thắng, hiểu không nè? Hiểu rồi, rồi. Bây giờ em xin phép được thông qua luật chơi của mình nha. Với mọi đáp án trên tay, quý vị kiểm tra giùm em hàng ngang. Ba số là thiếu, bốn số là đủ, năm số là dư. Số đúng mà không được rõ thì ngày chúng em đợi đến mới. Bây giờ là Loto đầu tiên. Cuộc quyết đấu của hai đội Loto sẽ được diễn ra bằng là vé Loto màu hồng. Ngay bây giờ xin mời quý vị sử dụng lá vé Loto màu hồng của mình nha. Và chúng ta sẽ có những phần thưởng và những phiếu mua hàng trị giá rất là giá trị phục vụ cho tất cả quý vị trong chương trình hôm nay. Và cuộc thi của chúng em ai sẽ là người chiến thắng tất cả phụ thuộc vào quý vị bên dưới. Đồng Loto nào kêu được chỗ bị đọc giải thì đồng đó sẽ là đồng chiến thắng. Tôi nghe bây giờ xin mời quý vị. Gì hả? Là sao? Nói nghe nè, giả sử như mà em có chiến thắng á, năm sau có thi tiếp á, chị nhớ đổi danh si giùm em nha. Rồi đổi hết luôn. Sao cái giọng của chú bên này, cái giọng rất nhiều dạng của em quá vậy? Rồi, tôi nghe bây giờ tôi chú chị nào mà là cái màu hồng. Tập trung muốn có chuyện sáng bắt đầu. Dạ, sốt chỉ là đang làm cái mạng.
Cuối cùng là vé nào vậy má? Hai vé luôn. Rồi hai vé luôn. Trời ơi. Rồi 19 giờ điểm kêu qua. 57 57 57. 57 có 1. 32. 32 có 2. 13. 13 có 3. Số 8 có 4. Yeah. Yeah, cho em là đầu chiến thắng. Chưa, còn vé nữa. 57 có 1. 47 có 2. 35 35 có 3. 24 24 có 4. Hợp lệ. Dòng loại này em được một tấm phiếu đạp dịch nha. Rồi và chị gái lên sân khấu, chúng em xin chào một phần thưởng cho chị gái nha. Rất là may mắn, một người mà giờ trúng được hai vé luôn. Hai người trúng được hai vé luôn rồi. Sẽ làm cho chị tổng giá trị giải thưởng trị giá là một vé đầu nè, một vé sau. Đó là 200.000 đồng của vị điểm phiếu mua hàng nha. Rồi, rồi chụp hình đi, nhìn thôi, chụp hình. Chụp hình, nói hình là ông một. Cười lên. Và nhìn ra cái cổng á má. Nhìn ra cái cổng á. Nhìn ra ngay cái cổng là không có ai chụp luôn á. Không có ai chụp đó. Rất là nhiều. Đó, vậy rồi á. Vậy là chồng một coi như là một thầu không. Đưa Phương Nam giành chiến thắng. Nhìn dấu tay quá trời. Dấu gì đợi cho một lát nữa mình sẽ có kết quả thắng tôi nha quý vị. Nó nghe nè, còn có hai dòng loại nữa, nhiều cái hai dòng loại qua đây ta thắng sau khoa trời ơi nghe xui là chưa biết là tôi thắng tiếp rồi sao. Đợi đi, đợi hai dòng nữa đi ha. Ờ đợi tí xíu tính bây giờ trả lời chương trình cho ca nhạc đi nè. Vô nha mấy má thì cái gì dạ không đỡ tay chưa lúc nào tiểu cô nương những cô gái xinh đẹp chúng ta sẽ quay trở lại trong lượt kêu thứ hai. Đi lại rồi nè. À, đặc biệt ngày hôm nay á, hồi nãy là do là lô tô của nhóm tiểu cô nương bị thua một vòng, nhưng mà các thi sẽ tăng cường thêm một người đẹp nữa. Đây nữ danh ca Bảy Sọ sẽ cùng hợp tác là nhóm lô tô của tiểu cô nương sẽ phụ giúp và trợ giúp cho bên tiểu cô nương. Còn bên Hương Nam liễu hồn vòng này đó nha. Để rồi thôi. Rồi chúng tôi quý vị, và bây giờ xin quý vị nào có ra vé lô tô màu xanh lá cây. Chúng ta sử dụng ra vé màu xanh lá cây quý vị nha. Một lần nữa chúng em xin phép được lặp lại, đó là dòng đời này chúng ta sẽ dò lô tô bằng là vé màu xanh lá cây. Và cùng chiến giữa hai đầu lô tô Hương Nam và Tiểu Cô Đương xin phép được bắt đầu. Và khi quý vị con số kia, con số kia.
chín này còn câu chín còn câu chín. Trời ơi, đủ gì hát bốn đâu nghe nè. Số gì ra số gì số gì còn số gì ra. Tuổi em còn xuân như con hoa mới nở. Ông tôi đợi chờ bao trẻ thì được mơ. Em hãy chọn lời sẽ không là lý khốn. 34, 34, 34 một đều quý vị, quý vị cho ai đậu tem một chào với tay lớn lớn.
ca sĩ hát xong rồi nhóm Long Tôn Tiểu Cô Nương và nhóm Long Tôn Hương Nam sẽ trở lại đấu qua và cuối cùng mà phân thua thắng bại cho quý vị nha. Một tràng hỏi tay nữa cho những cô gái của chúng ta Tiểu Cô Nương và Hương Nam. Sử dụng lá lét ô tô màu vàng cuối cùng ra để chúng ta cùng đến với phần quyết đấu trên vòng cuối cùng của hai đội ô tô, đó là Tiểu Cô Nương và Hương Nam. Và trong loại này là phương thắng thua nha quý vị. Và khán giả nơi đây là ban giám khảo của hai nhóm lô tô Tiểu Cô Nương và nhóm lô tô Hương Nam thì mong quý vị thì nhớ tham gia tham dự và chọn ra nhóm nào là những chiến thắng dùng cho gánh hát của chúng em nha quý vị. Còn ngay từ bây giờ quý vị đã có vé đầy đủ rồi, tập trung vào sự khẩu rút mắt về chương trình chuẩn bị giờ số chúng ta là những đội trên rồi 21 thì đến kêu qua
21 vô điểm của Hoa Ốc. Số 4 có 2. 44 có 3. Và 59 đầy đủ hồng đề. Rồi chúng ta tiếp theo, 21 có 1. Số 4 có 2. 33 có 3. Và 40 đầy đủ hồng đề. Và chủ nhân của phát trời bữa nay đi học lớp thì chỉ đi 4 người một đường dưới 4, 21, 33 và 40. Rồi chủ nhân thứ tư, số 21 có 1. Số 4 có 2. 44 có 3. Và 59 đầy đủ hợp lý. Thưa quý vị, dòng đoạn này đã bốn chuyên gia may mắn đọc giải. Và phần thưởng chúng ta sẽ được chia đều cho tất cả mọi chuyên gia, đó là mỗi người một phiếu mua hàng trị giá là 50.000 đồng tại hệ thống Sài Gòn Cô Ốc thưa quý vị nha. Và hôm nay đây dành cho bốn chuyên gia may mắn một chỗ tay. Phần thưởng của chúng ta. Và đầu tiên vừa rồi chúng ta kết thúc chương trình Loto đấu trường Loto ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã xem. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin chào quý vị và hẹn gặp lại.